Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Cảm thấy không hài lòng với việc này, nhất là bây giờ họ để các lá cờ đỏ sao vàng, thì nó có phải là cái triệu chứng hay là những cái bước đầu để mà cho các lá cờ đỏ nó lan tràn vào thành phố Westerner hay không? Đó là những cái thắc mắc của chúng tôi. Nếu cô biết thì cô có thể trình bày, nếu mà chưa có những câu trả lời thì chúng tôi hy vọng là cô sẽ đặt cái vấn đề đó với lại nhân viên của thành phố để xem cái câu trả lời, và với thẳng cả với Busa Pacific xem cái câu trả lời đó là như thế nào. Yes. So người ta thông báo cho Amy last night tối hôm qua. So Amy chưa được do research, tại ai cũng ngủ rồi, tối rồi, mình không có muốn disturb staff, city manager, hẳn là người Bosa Pacific, không có ai bắt điện thoại tối đâu. So bây giờ Amy sáng nay là viết cái letter để send cho họ trước, để cho họ respond cho Amy Fan West, để cho biết lý do của họ, tại sao họ làm cái này, tại cái concern. Rồi xong á, lúc cái này xong thông báo đó, thì Amy sẽ nói chuyện với city manager và staff và also to the Bosa Pacific personally, để nghe thì coi họ nói cái gì. And then from there thì Amy sẽ thông báo lại cho cộng đồng Việt Nam ở đây the reason why họ có cái gờ. Of course, cái gờ giống như là represent cho mấy cái nước khác đó, mình thấy ở trong embassy, mình thấy ở trong mấy cái chỗ khác, và mình ít như thấy ở trên website. So Amy sẽ đặt câu hỏi đó with Bosa Pacific, why they có cái gờ Mỹ và cái gờ đỏ sao vàng của Việt Cộng ở bên Việt Nam. So Amy sẽ đặt câu hỏi đó, and then Amy sẽ chờ cho họ đáp lời Amy cái đó. Rồi also with staff thì Amy sẽ hỏi city manager và staff là họ có biết cái association của Bosa Pacific with cờ đỏ sao vàng ở bên Việt Nam không, Việt Cộng không? So Amy sẽ hỏi về cái đó và dig deeper, là nghĩa là đọc sâu vô trong cái câu hỏi này với cái bà Christine Gordon ở trong cái city manager của city của Westminster. Chúng tôi trước tiên chúng tôi cảm ơn cái viện Amy Fan West đã mau chóng, rất mau chóng, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã hỏi ngay cái câu hỏi này đối với Bosa Pacific. Điều đó cho chúng tôi thấy rằng là cô rất quan tâm đến những cái quan tâm của cộng đồng. Thì cái câu hỏi nó chưa có được trả lời thì tôi cũng hiểu và cũng đồng ý rằng cô muốn có những sự thận trọng và muốn cho Bosa Pacific. Bosa Pacific có những cái cơ hội để mà trình bày, và tôi cũng mong rằng cô sẽ lưu tâm đến cái vấn đề đầu tư của cộng sản Việt Nam vào trong những dự án lớn của thành phố vị trạng này lên cả tỷ đô la. Thì một lần nữa chúng tôi cảm ơn cô đã viết thư và lên tiếng ngay về sự việc này và đã tham dự vào cái buổi họp báo để mà đưa những thông tin nhanh chóng đến cho cộng đồng chúng tôi được biết. Vâng, có lẽ là tôi xin được đặt câu hỏi ra đối với nghị viên Amy Fan West nha. Là cái dự án này được biết rằng thành phố đã có họp và có bàn lần nào chưa? Hay là có đưa ra một biểu quyết ban đầu bằng hay là một cái MOU hay bất cứ một cái vấn đề gì chưa, thưa nghị viên? So cái plan mà mình redevelop cái Westminster Mall đó, cái đó là for years already. Mình có nhiều chủ who own different area của Westminster Mall. Khúc trước nó có nhiều lắm, 7 người, and then nó reduced down to 4 người chủ own của city của cái Westminster Mall. Rồi xong á, hai cái chủ kia đã chấp nhận cái application để get the general plan for developing cái Westminster Mall. Cái đó là chấp nhận rồi. Mình đương chờ hai cái chủ khác để submit cái general plan của họ, để họ muốn sao ở trong cái bên của họ ở tại Westminster Mall. So hai người kia đó, một người là đương bán cái chỗ của họ, they're thinking đương bán, but maybe this is the new ownership. So mình chưa biết cái này.
And then cái người thứ hai á là cái chỗ của healthcare. Healthcare nó có cái contract như là cái người đó cho 15, 20 năm rồi. Cái đó là the last development, okay? So trước đó là hai cái chỗ kia shop off và cái chỗ kia đã submit cái application, mình sẽ bắt đầu ở bên kia within a year from now là mình bắt đầu slowly đặt mấy cái kia rồi xong start building. Rồi xong á mình sẽ build tới cái chỗ mà người ta mới mua. And then also the last one là cái chỗ của healthcare. So cái đó là the game plan. But hai cái chỗ kia đó chưa submit cái application. Amy đã get cái information để điện hai cái chỗ kia để hỏi, ngồi xuống để hỏi là quý vị muốn làm sao cho cái chỗ của quý vị ở Westminster Mall. Amy sẽ nghe họ cách thức để họ muốn làm gì. Rồi xong Amy sẽ, Amy là fair in everything. Ai muốn làm gì á, Amy sẽ nghe hết. Rồi Amy sẽ make decision later on. Amy là fair, win-win situation cho mọi người. Tại mình muốn phát triển cái city của Westminster mình và cái Westminster Mall. Tại vì nó sẽ generate money, tiền cho cái city của mình. Và not only that, nó sẽ làm đẹp cho cái city của mình. Và also làm cho more tiền cho người business ở trong cái city của Westminster mình. So cái đó đó là cái lý suy nghĩ của nghị viên Amy Fang West. So Amy phải always nghe hết on both sides, nghe hết để cho Amy gather information đúng. Rồi xong Amy sẽ make decision from cái đó. Vâng, okay. Cảm ơn Amy. Nói tiếng Việt giỏi quá quý vị ha, khoảng 90% tiếng Việt rồi. Vâng thưa quý vị, vâng để từ trước khi mời các đơn vị truyền thông hỏi thì để tôi bổ túc thêm để quý vị có thêm cái tin tức. Thì thưa quý vị thì Amy đã nói rất rõ quý vị thấy rồi. Thì hiện tại thì cái chuyện mà cái công ty mới này Bosa Pacific này take over, nghĩa là vào để mà thế cái công ty mà Western Mall cũ đó, thì cả một năm rồi chứ không phải là mới mẻ gì cả. Thì chúng tôi có trong tay là cái tờ báo Westminster Tribune, và đây là cái hình ảnh mà cái tờ báo này là từ ngày 6 tháng 6 2023, tức là gần một năm rồi. Do đó tôi không biết có những thay đổi gì hay không. Tuy nhiên đây là cái hình ở bốn người, gần như là bốn người chủ mà Amy nói đó. Đây bốn người, không biết là đâu. Cái này là cái supervisor, hai người này là supervisor cũ, bà này là Lisa cũ, bà này mới chấp nhận. Đây hai người chủ nhất, hai người này. Đâu, cái người này á là councilman của Newport Beach. Chứ còn người và này, cái ông này là ông shop off happily. Và cái này á là Amy phải coi. Được rồi, kể nói cái này đừng cũ rồi. Có đều đặt cái là họ nói về cái khu này thì họ có đưa ra một bản tin và vào cái thời điểm đó thì tại nhà tiếng Mỹ và đây là trên internet có một bài dịch đại khái về cái tiến trình, cái diễn tiến mà về cái shopping mà Bosa Pacific này thì tôi được dịch có xíu thôi. Showport Realty Investment, công ty đầu tư địa ốc ở Irvine, công bố kế hoạch sửa Westminster Mall thành khu thương xá mới. Đây là Bosa Pacific at Westminster, theo báo Orange County Tribune hôm thứ ba, ngày 18 tháng 4 đã viết. Trồng 26 mẫu nằm đúng nơi khu thương xá hiện tại, tức như là Westminster Mall, và sẽ có nhiều phần khác nhau, bao gồm 3 tòa nhà chung cư cao 5 tầng gồm 1.000 căn và 100 căn townhome để bán. Không gian xanh rộng 2 chấm mẫu gồm nhà hát ngoài trời, công viên dành cho chó, sân pickleball và quầy bán thức ăn. Khách sạn mới 175 phòng, khoảng 25.000 square foot, cửa hàng bán lẻ mới và khu ăn uống. Và ông Shopport, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Shopport Realty Investment đã tuyên bố rằng chúng tôi đang hình dung một trung tâm sôi động có cả nhà ở, khách sạn, cửa hàng, bán lẻ và thiên nhiên. Và hai dự án mới là siêu thị xe cũ và siêu thị Messe hiện nay Target sẽ vẫn còn, nghĩa là những công ty mà những siêu thị đó vẫn còn.
Và bước kế tiếp cho Bosa Pacific là lấy ý kiến cộng đồng, phát triển kế hoạch và xin giấy phép. Thì đại khái đây là cái bản tin mà tương đối cũ là gần một năm rồi đã nói về cái dự án mà có Westermo họ sẽ như và nghị viên em ơi con gái đó là họ tái kiến thiết lại, họ sửa sang lại rồi họ đặt phá một phần, họ sai cắt điểm gồm như vậy đó. Thì đó là cái dự án này, tôi nghĩ dự án này nếu tôi không làm tôi nghe không khoáng là cả tỷ đô la biết đâu, rất là cao và rất là cao. Xin cho biết là cái chủ dự án là theo cái hồ sơ quý vị có là ai, có liên quan gì tới các công ty từ Việt Nam hay không? Theo tôi thấy thì theo bản tin thì chỉ nói là cái người mà các công ty mà đứng ra mà để mà sửa cái Westminster Mall thành khu thương xá mới là Sopop Realty Investment ở Irvine, công ty địa ốc. Còn về nhân sự như thế nào thì chúng ta thật tình mà nói thì những cái chuyện này mới xảy ra hôm qua, chúng tôi phát giác ra những chuyện này và ông Pháp Bùi cũng phát giác ra những chuyện này, thì chúng tôi lên và gặp nêu lên vấn đề với bà nghị viên. Chắc chắn là bà nghị viên cũng theo dõi cái cơ sở này như thế nào rồi. Tuy nhiên cá nhân tôi đó thì chúng tôi chưa tìm hiểu là trong này họ có cũng có một số tài liệu họ nói về trang cái website của Bosa Pacific, quý vị vào website đó thì sẽ có tất cả các tin tức trong đó, và chúng tôi đã có in ra trong Facebook tôi kỹ ngô cũng có thằng nào. Vâng. Cho Amy nói recap cho cái Westminster Mall để quý vị biết. So cái Westminster Mall nó đã in the process of doing you know outreaches cho cộng đồng từ Huntington Beach ở đó border và also Westminster. Cái Westminster Mall đó mình đã làm outreach cho cái city for the last 2-3 năm rồi. And then there's a process. Ở trong chính trị á, mình muốn rebuild, redevelop cái gì á, là mình phải có cái long process, lâu lắm, dài lắm. Rồi cái process từ từ lên cho đến rebuild, cho đến build xong hết. So khúc mà Amy vô á, khúc mà Amy đã ứng cử và được vô trong cái City Council của Westminster là 2022 của November đó, là khúc mà Amy swore in là December của 2022. Rồi xong á, mình vote lên là in January mình đã bỏ phiếu cho cái general plan, là nghĩa là họ đã mấy cái old council đã chấp nhận cái general plan để cho mấy người redevelopment á, muốn vô á, để họ có cái outline, cái việc của mình là cái outline là cái giống như cái map vậy đó, để mình biết là cái chỗ này mình build được cái gì, ok? So cái general plan là cái đó, cái general map của cái city của Westminster Mall, để mình được build được cái gì và được build nhà cái gì và cái chỗ shop giống cái gì, ok? So cái general plan đó là mấy người development thiệt là mừng, tại vì họ có cái guideline để build mừng sao để meet cái quota và requirement của cái city của Westminster để họ không có bị phạt cái gì hết á. Okay, so with that general plan, in January, Amy và cái council đã approve move forward with the general plan. Cái general plan đó là nghĩa là họ muốn build high riser, tại cái đó là cái quota của cái state của California, nó bắt buộc mỗi city build cái nhà high rising cho mấy cái phòng ở đó. So cái này á, trước ở trong cái city Westminster Mall đó, nó muốn at least 5,000 cái unit, housing unit, và nó có chỗ cho low income unit và normal unit, okay, cho người thường để mướn và cho một cái section cho người mà low income được mướn được, okay. Rồi xong also ở trong cái general plan đó là nó cho được hai cái building của hotel thiệt là đẹp, thiệt là sang để mình incentivize người ta đi vô dùng cái hotel đó khúc mà nó mở xong. Tại vì mình không có muốn Motel 6 nữa. Motel 6 nó always attract, là nghĩa là tiếng Việt là gì? Attract? Lâu kéo nhiều. Lâu kéo mấy người gia cư và người prostitution. So mình không muốn cái đó ở trong cái city của mình. So therefore cái chỗ city của Westminster Mall đó là mình sẽ có hai hotel thì là high end cho cái city của Westminster mình. Rồi xong ở trong cái chỗ đó là also có mấy cái small businesses và restaurant, và also cái chỗ để cho mấy đứa trẻ em chơi những cái park.
green, mình corner cái green area. Và ở trong mấy cái shopping mall đó, mình sẽ hốt cho cái giống như Tesla showroom, hoặc là Porsche showroom, để cho mấy người để vô coi mấy cái xe đó, lái thử rồi mua luôn. Ok, cái đó là thiệt là like happy cho cộng đồng ở đây. Wow. Nhiều, nó attract nhiều người từ Huntington Beach vô để coi, để mấy cái xe đó và mua luôn. Và Newport Beach, tại vì ở trong cái city của Westminster của mình, nghị viên Amy Fan West là cái người trẻ, gia đình trẻ. Tại sao gia đình của Amy đi xuống Newport Beach, đi xuống Corona Del Mar, đi xuống Laguna Beach? Tại vì nó có cái đồ mà gia đình của Amy và mấy người gia đình mới trẻ giống Amy muốn xuống phải mua. So Amy nghĩ ở trong đầu, nói là tại sao mình đi ra xa, mình không có muốn, mình phải đem cái đồ mà của mấy cái city khác tới cái city của Westminster mình để phát triển hơn. So để cho cộng đồng của mình ở đây dùng ở đây và shop ở đây và mua tiền ở đây, mua ở đây, để mình có tiền ở trong cho cái city của Westminster. Cho chị Bina cho một câu hỏi. Một câu hỏi cho cô Amy. Thứ nhất là những ngày đầu mà ông thị trưởng Charlie Nguyễn Minh Chí làm thị trưởng đó, thì Chini Mida đã đến văn phòng của ông cũng như là phỏng vấn ông, cũng như là được nghe ông nói rằng những kế hoạch của thành phố Washington trong thời gian tới gọi là quả là không có đề cập đến cái Washington Mall này. Và bây giờ thì mọi người thấy là kế hoạch này dần hình thành. Và cái điều mà Amy Phan West nói rằng là cái đơn vị thi công á, nó giống như là từ Việt Nam, thì ví dụ như bây giờ một đơn vị đến đây họ thi công, họ làm việc trên đất nghỉ chắc chắn là về giờ, thì bởi vì trong cái vấn đề làm ăn á, thì giữa Mỹ Việt Nam họ cũng bình thường quá, đúng không ạ? Và nếu như họ có thi công ở đây đi nữa thì họ cũng phải chịu theo cái luật của Mỹ hết trơn. Đúng thì rồi. Như vậy có điều gì sai ở đây, hoặc là cho Amy là có vấn đề hay không khi mà đó đến từ Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất ở đó bên Ngô Kỷ, câu hỏi của Ngô Kỷ là vào ngày 13 tháng 12 năm rồi, khi mà họ mới tại hội đồng thành phố, lúc đó là ông Nam Quang Nguyễn là nghị viên thành phố Westminster, phó thị trưởng, lúc là phó thị trưởng, ông cho rằng đất Việt Nam Cộng Hòa khi đó đó chỉ là di sản và khuyên mọi người dù muốn dù không gì nữa cũng nên công nhận là cởi đổi sao vàng, phải chăng nó có liên quan đến điều này? Đó là câu hỏi cho Ngô Kỷ và anh Nam Quang. So Amy không có muốn assume tiếng Việt là cái gì? Assume là có diễn nghĩa hay là diễn nghĩa hay là Amy không muốn assume là nghĩa là mình chưa biết thật thà, so mình không muốn nói cái này là cái fact mình chưa biết, thì Amy đương suy nghĩ thôi. Là cái này không phải là thật, okay? Suy nghĩ thôi, mình có cái information nào mình suy nghĩ thôi. Amy thấy là of course anh Nam Quang nghĩ hồi đó là Vice Mayor Nam Quang đã nói về cái đó, là em nghĩ là ảnh đã nói gì là giống như là nói ở bên Việt Nam bây giờ là có cái cờ cổ đỏ đâu vàng thôi, là mình phải chấp nhận tại bên đó là Việt Nam thôi. Amy ngày đó về cái proclamation á, thì Amy chia sẻ lại với cộng đồng ở đây là cái proclamation Amy đã nói là mình lấy cái lịch sử từ cái nước Mỹ, historian department của nước Mỹ đây nói là chấp nhận cái cờ vàng sọc đỏ là cái cờ của Việt Nam ở trong February 7, 1950 thôi, như vậy thôi, để mình chấp nhận cái đó, để Amy đem từ United States DC tới cái city của Westminster, tại vì Amy thấy hợp cho cái city của Westminster, tại nhiều người ở vượt biên và người tị nạn ở đây sống ở đây, chứ Amy đâu có đem tới cái Newport Beach đâu, ai ở đó ít người Việt Nam của mình, hay là Amy đâu có đem qua Riverside đâu, tại đâu có nhiều người Việt Nam ở đó đâu. So Amy đem tới city của Westminster Bosa ở đây, lại Sài Gòn ở đây. So that's why Amy đem cái đó lên. Amy nghĩ là mấy thị trưởng và council sẽ bỏ phiếu yes, tại cái đó là cờ vàng ba sọc đỏ là cờ Việt Nam ở đây, ở tại Westminster ở đây. Và cái ngày đó Amy nghĩ là mấy người đó đã play politics. Amy đã nghĩ thôi nha, là họ play politics. Đó nghĩa là tại vì ngày đó đó, cái agenda của Amy đi trước, rồi đi thứ after đó là cái vote cho Vice Mayor. Amy đã nói chuyện như là bà Kimberly Hồ và anh Nam Quang, họ đã nói với Amy là ông thị trưởng sẽ bỏ phiếu cho họ individually. Với Kimberly, Amy hỏi cô Kimberly có đủ phiếu không để bỏ phiếu, Charlie sẽ bỏ phiếu không?
She said yes. Khúc Amy nói với anh Nam riêng, anh Nam Văn Amy hỏi giống nhau luôn. Anh Nam Văn nói yes. So ngày đó em nghĩ đó là ông thị trưởng đã chơi hai người đó. Ok. Tại vì á, em tưởng là Vice Mayor Nam Văn và cô Kimberly đã vô cái item đó ra trước để coi cho cái ông thị trưởng này bỏ phiếu cho ai. Ok, để mình không có chết ở trong cái vote của nghị viên Amy Fan West. Cái item của nghị viên Amy Fan West. So cái đó đó, họ không có pull early. So khúc mà cái item của nghị viên Amy Fan West nói là mình chấp nhận cái United States Department proclaim in 1950 đó, là cái cờ bà sau đó là cờ của Việt Nam của mình. But họ không có bỏ phiếu cái đó. So cái ngày đó là họ bỏ phiếu để cho họ, em nghĩ là họ phải theo ông Vice Mayor để ông Vice Mayor ông thị trưởng để ông bỏ phiếu cho họ. Okay. Cái đầu tiên là nó có liên quan gì, ví dụ như cái đơn vị thi công như nói đó ở Westminster Mall này trong hiện tại và trong tương lai nè, thì nó đến từ Việt Nam cô Hồng Quý Dũng đó, nên là nó có ảnh hưởng gì đối với thành phố Westminster hay không trong khi cô là nghị viên. So cái cờ đỏ sao vàng mà Bosa Pacific bỏ trên cái website của Amy, Amy mới biết bây giờ thôi. Amy sẽ hỏi họ, okay, they get to the bottom of this. But em không có nói được cái lý lẽ của Vice cái anh Nam Quang, Kimberly Ho hay là ông thị trưởng Charlie. Cái đó thì họ phải đối xử với cờ đỏ, okay, to tell the truth. But bây giờ đó, Amy on my behalf, tại vì Amy là nghị viên, Amy found, ở cái city Westminster, Amy sẽ get to the bottom of it on my own, okay? Tôi xin hỏi câu khác nha, mà bà xin hỏi và xin trả lời trực tiếp vào vấn đề là cô Amy đã gửi cái lá thư cho công ty này rồi để đặt ra cái vấn đề này rồi. Thế thì nếu mà họ nhận được và nếu mà họ theo yêu cầu quý vị, chắc có lẽ là muốn lấy cái đó đi. Nếu mà công ty không có gọi là hợp tác và không lấy cái đó xuống, thì các vị có cái dự định gì trong những ngày tới liên quan tới cái việc này hay không ạ? So cái đó là legal aspect. So Amy, nghị viên Amy Fan West sẽ nói chuyện với the city attorney, okay? Amy sẽ, tại cái này là legal aspect. Amy sẽ hỏi ông city attorney, what is legal in the city of Westminster? Cái law mình ở trong cái city này, mình được làm cái gì, mình được nói cái gì, hay là mình không được làm cái gì. So khúc mà Amy get to the bottom of this, which is today Amy sẽ hỏi, câu hỏi cho ông city attorney, and then mình phải chờ mấy ngày để họ get information. Cái attorney office của họ sẽ thông báo cho Amy, and then Amy sẽ báo cho quý vị. So cái này á, mình phải chờ cho giống như say 3 ngày, 4 ngày đi, you know. And then Amy sẽ recap on what information Amy đã có. Đó là cái việc của cô trong cái vai trò nghị viên. Còn phía ông Ngô Kỷ thì trong cái việc này thì cái quyết định của ông như thế nào, cái hành xử của ông như thế nào? Đặc biệt là tôi thấy trên trang Facebook của ông cũng có gắn luôn cái chuyện này với lại ông Nam Quang và ông thị trưởng Charlie Chí Nguyễn. Lý do gì mà ông gắn vào cái chuyện của Bonsa Pacific, lá cờ với ông Nam Quang và ông Charlie Chí Nguyễn, và cái dự định của ông liên quan tới cái vấn đề là như thế nào? Vâng, thì để trả lời chung cho câu hỏi của anh Dũng luôn với anh Vũ Quận Lâm, với anh Dũng hồi nãy hỏi cũng tương tự. Thì thưa quý vị, như hồi nãy tôi trình bày đó, là có hội đồng thành phố gồm có 5 người, thị trưởng, phó thị trưởng và 3 nghị viên. Thì cái chuyện hồi nãy tôi cũng đã trình bày là các công ty mà Bosa Pacific này có muốn mua sang nhượng và muốn tá trang này đã tái thiết lại cho Western Mall trở thành Bosa Pacific phải có sự đồng ý của hội đồng thành phố Westminster. Nó rõ hơn, phải sự đồng ý của thị trưởng, phó thị trưởng và nghị viên của hội đồng thành phố, thì chắc chắn họ phải làm việc chung với nhau. Bình thường á là tôi nói chung cái hội đồng thành phố, tuy nhiên tôi có nói riêng một chút là tôi nhấn mạnh đến ông thị trưởng và phó thị trưởng thay vì tôi nói hết 5 người, thì tôi vẫn đặt vấn đề với hội đồng thành phố ngay cả với bà nghị viên Amy Fan West, tại vì bà cũng là nghị viên thành phố. Thì tuy nhiên
Tại sao tôi nhấn mạnh đến ông thị trưởng Trọc Lê Nguyễn Chí và ông phó thị trưởng Nông Quân? Quý vị ngạc nhiên tại sao Ngô Kỷ là kỳ thị và tại sao nêu hai người đó có vẻ đặc biệt mà? Tại vì đó tôi nghĩ dù muốn dù không đó, trên chức vụ và này nọ, dù rằng mỗi người mỗi lớp một lá phiếu mà thôi, tuy nhiên có chỗ đứng ông thị trưởng và phó thị trưởng vẫn được nhìn là nó sang trọng và quan trọng và nó quyền lực hơn. Qua cái nhìn của dân cư và vấn đề hành chính cũng vậy, ông thị trưởng còn có quyền hơn chứ, thấy không? Thì cái công ty mà Bosa Pacific này nó được thành lập, được bắt ra mắt này nào từ năm 2023, tức là khoảng tháng 5, tháng 6, 2023. Lúc đó ông Nam Quang Nguyễn á, ông là phó thị trưởng. Bây giờ ông là thị viên, nhưng cái thời gian một năm từ ông làm việc đó là cái năm mà các công ty này mới xin giấy phép rồi mới dính vào, mới mua bán, mới được liên hệ với thành phố là từ năm 2023. Thì do đó tôi cho rằng cái sự mà liên hệ giữa thành phố với công ty này phải có người mà gần gũi nhất, thân thiện nhất, làm việc nhiều nhất phải với ông thị trưởng và ông phó thị trưởng, qua cái nhìn của tôi. Do đó tôi đặt vấn đề là ông thị trưởng, phó thị trưởng biết nhiều về vấn đề này, ok? Mà họ là thị trưởng và phó thị trưởng mà lại khi mà công ty này đó, chính thức để đưa lá cờ đỏ sao vàng đến website và những chỗ khác nữa chúng tôi không biết, thì tôi đặt vấn đề tại sao người thị trưởng và phó thị trưởng lại không biết điều chuyện này. Do đó tôi đặt vấn đề tôi muốn hỏi, ok? Đó là câu trả lời. Và câu trả lời anh Dũng hồi nãy đó, trước khi tôi trả lời anh Khải Đạo, không, Khải cũng follow up câu anh để anh tiếp tục anh nói tiếp, okay, rồi cho phép Khải leo vô Khải nữa, nó không có lái qua đề tài khác, ok? Do đó tôi đã, tại vì chúng tôi đang tức là Khải follow up câu của mấy anh thì xin lỗi, trả lời anh Dũng không, cũng vậy thôi, cũng để anh nói tiếp cái đó thôi, Khải nói thêm qua thôi, nói đi. Tức là Khải xin lỗi nghị viên Amy Fan West, tại vì cái câu hỏi của Khải là nó sẽ để cho anh Ngô Kỷ trả lời và nó liên quan đến vấn đề cộng đồng. Thì có lẽ nhiều người cứ nghe bác Cường nói người ta không hiểu, mà Khải hay gọi là sống mạnh Cường. Và theo lời bác Cường nói đó, là nói là hội đồng thành phố Westminster đã đúng đưa ông Nam Quan lên cái vai trò phó thị trưởng để tuyên bố cái câu vào ngày 13 tháng 12. Vì họ, đó là chính sách của họ, cái policy của họ. Và Khải mới được một người đưa cho xem rõ ràng là như anh nói, cái công ty này họ đã họp từ tháng 4 năm ngoái và lên chương trình từ mùa spring năm ngoái. Có nghĩa là như anh đang nói, thì ý là chỉ muốn nói thôi là Khải biết bác Cường và là có người đã cho bác Cường biết. Và đây là những lời bác Cường nói là tố cáo là hội đồng thành phố đã đi đêm, đã chuẩn bị làm ăn với cái công ty này rồi. Và cái mà anh Nam Qua nói, Khải sẵn Khải xin phép chỉnh lời của nghị viên, nếu mà nghị viên không có nắm rõ, là theo một số người là đây không phải là Nam Qua nói hớ, mà họ đã công khai tuyên bố mấy mẹ nói ra cái chính sách, cái tương lai khi mà họ nói là cờ đỏ sao vàng sẽ phụ đỏ Washington là một người anh tiếp tục. Vâng, hồi nãy tại vì tôi muốn tôn trọng cái lời phát biểu của bà nghị viên, tuy nhiên tôi cũng không đồng ý cái lời phát biểu bà nghị viên, tại vì bà hồi nãy bà nói là quan điểm của bà, cái nhìn của bà, yeah. Ok, bà có hôm đó là chính thức tiếng nói của thành phố hay này nọ, mà cá nhân của bà, vâng, và bà có quyền nhận định, yeah. Nhưng không nghĩa là nhận định của bà là đúng, yeah. Tại vì hồi nãy bà nói là ông Đăng Quang ý ông muốn nói là bà công nhận cờ đảo sao vàng tà lá cờ đó là cờ đại của Việt Nam, phải không nè? Thì bà nói đúng, tuy nhiên bà cũng không đặt được trong đầu ông Đăng Quang, bà cũng đoán thôi, yeah. Yeah. Và tôi nghĩ rằng đối với tôi thì tôi nghĩ rằng nó không phải vậy, nhưng tôi vẫn tôn trọng cái ý kiến của bà. Ông Đăng Quang ông đâu có nói như vậy đâu, ông nói là dù một thích hay không thích, chúng ta phải công nhận lá cờ đỏ sao vàng. Chúng ta là ai? Chúng ta là ổng, là những người đang ngồi ở trong hội trường phòng thành phố họp ở đó, và nhân dân của thành phố Peter, tại vì ổng là quy mà, ok, quy. Ổng đâu có nói là people in Việt Nam recognize cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đâu, mà ổng không nói people Việt Nam, ổng nói quy, ổng ngồi đang đứng nói quy là chúng ta, chúng tôi đây. Tất nhiên ổng nói là tiếng nói là thành phố Webster, dân cư Webster, cộng đồng Webster, người Việt Nam hay người ai, người Mỹ cũng phải công nhận lá cờ đỏ sao vàng. Đó là cái ý kiến của tôi. Do đó đồng ý, có thể bà nghị viên bà nghĩ là quyền của bà, tuy nhiên đối với mọi người bà nói là dù chúng ta thích hay không thích, chúng ta phải công nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Dạ. Của cộng đồng thể ngoại nha, ông không nói của cộng đồng thể ngoại nè. Cư dân Westminster. Cư dân Westminster này nọ nữa. Do đó, ông không nói cho Việt Nam. Do đó, và khi mà ông đề cập như vậy đó, nó không liên hệ gì cái vấn đề của bà Evie Wambach đề cập hết. Dạ đó. Muốn công nhận lá cờ vàng ba rõ là lá cờ của Việt Nam theo cái công bố của chính phủ Hoa Kỳ năm 1950. Bà đâu có nói là bây giờ công nhận bây giờ ở Việt Nam hay của Việt Nam Cộng Hòa đâu, phải không? Khúc mà ông Nam Quang đã nói đó, Amy, nghị viên Amy Phan West, repeat myself. Đúng rồi. Là Amy nói lại, bữa nay, tối nay, mình chỉ chấp nhận what the United States chấp nhận in 1950 thôi, như vậy thôi. Mình không có nói là bây giờ Việt Nam có cờ Việt Cộng hay là gì hết đó, mình không có nói gì về việc đó. Mình chỉ nói cái cờ Việt Nam vàng, hai cái, ba cái stripe, cờ vàng, ba sọc đỏ đó, là cái cờ chấp nhận từ nước Mỹ ở đây ở trong 1950, nhiêu vậy thôi. Vâng, vâng, đã dành cho đó vấn đề đặt ra, ông Nam Quang không có thể chối được là vì mọi các ngôn ngữ ông nói hay tiếng đó, ông đó đã được thu âm rồi được báo về Việt, họ dịch ra từng chữ rất là rõ ràng. Và bây giờ ông không thể chạy tối được. Trở lại câu hỏi anh Dũng, nó ảnh hưởng gì đến cái lá cờ này? Tôi nghĩ ảnh hưởng rất là nhiều. Không những riêng công ty này mà ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì bữa ông nói là một viên chức của thành phố Winter, tiếng nói ông đã được thâu âm, thâu truyền hình trực tiếp cho cả thế giới nghe, đặc biệt thành phố Winter toa theo nghe. Những người Mỹ nghe ông phó thị trưởng tuyên bố công nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ chính thức, hợp pháp, hợp danh, chính danh của người Việt Nam gọi là Westminster. Thì bây giờ những công ty đang theo lời của ông thì phó thị trưởng tuyên bố thì họ đưa lá cờ này lên, họ đâu có nghĩ rằng gì trái luật đâu. Do đó tôi nghĩ rằng ông Nông Quân nợ cộng đồng một lời xin lỗi và trực tiếp, tại vì cái lời tiếng nói của ông đã được phát hình phát thanh rồi vào hồ sơ này nọ, biên bản này nọ, nó ảnh hưởng người Mỹ, người ngoại quốc, đặc biệt ngay cả người Việt Nam nữa. Do đó để chặn đứng những cái chuyện như thế này, ông đã tuyên bố xin lỗi cộng đồng và rút lời lại trước nhân dân mọi dân tộc Mỹ, Việt hay tất cả mọi nơi. Tại vì trả lời anh Dũng là cái lời tuyên bố của ông Nam Quang ảnh hưởng tệ hại cho cộng đồng người Việt ra từ vàng bạc. Đó là cái vấn đề liên quan tới ông Nam Quang. Còn cái câu hỏi của tôi vẫn còn một phần ông chưa có chưa kịp trả lời, đó là nếu mà cái công ty Bosa Pacific họ đồng ý với quý vị rằng là cái lá cờ vàng ba sọc, cờ đỏ sao vàng là cái vấn đề nhạy cảm đối với cộng đồng, họ có thể lấy xuống để thay vào một cái hình ảnh nào khác thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu mà họ cứ tiếp tục để như vậy thì bản thân ông Ngô Kỷ sẽ có cái cái hành xử như thế nào ạ? Em nghĩ á, anh không hỏi anh, cái để hỏi anh Phát ơi, vừa đây tại vì anh Lăng anh có hỏi có thể liên hệ với anh Phát, có thể anh Phát tôi phải đi lên lúc 2 giờ tôi có cái chương trình, tôi không thể ngồi đây lâu được. Giờ tôi xin anh trả lời câu đó trước được không ạ? Nếu họ không đáp ứng, họ vẫn giữ tiếp tục, họ để lá cờ đỏ sao vàng như thế nào thì tôi trả lời khoáng đáp thôi. Tôi là người đấu tranh và tôi là người media, tôi có tin tức này tôi đưa cho mọi người biết trong này và chắc chắn tôi sẽ có những thái độ như thế nào. Tuy nhiên tôi dành cái đó cho các tổ chức đấu tranh, các lãnh tụ cộng đồng và thành tạo điều kiện nói chuyện chung trong vì như tôi đó, tôi sẽ trả lời vào dịp khác. Và tôi sẽ để bây giờ có ông chủ tịch cộng đồng đây thì ông có thể ông muốn trả lời liên hệ đến khảo hỏi anh. Dứt khoát là cộng đồng của chúng tôi là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, chúng tôi phản đối cái việc này cho đến cùng. Và nếu mà họ không lấy cái này xuống, chúng tôi sẽ biểu tình ở ngay City Hall Washington. Chúng đặt biểu tình của họ là tại sao họ lại cho giấy phép cơ công ty này xây dựng ở đây. Và thứ hai là tôi cũng sẽ đến thân cái trụ sở của công ty này để chúng tôi phản đối đến cùng. Quý vị cứ thử làm qua coi, quý vị sẽ thấy cái trần trường thứ hai nó sẽ được tái lập ở đây. Vâng, thì đó là lần tuyên bố để tôi chỉ cho xí năng. Thì đó anh Phát anh phải bận đi. Do đó tuy nhiên cái câu hỏi này anh thấy tôi rất là pha, rất là lịch sự biết cái điều. Câu hỏi này liên hệ đến cộng đồng, tôi để ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali là Pháp Bùi và ổng là tự nghị viên của viên chức dân cử của thành phố, ổng biết luật lệ. Cá nhân tôi thì nhà đấu tranh quý vị thì chắc chắn tôi có những cái phản ứng, những hành động tôi cần phải làm, chắc chắn là một cái sự tăng trường mà tôi lãnh đạo một trong những người lãnh đạo biểu tình 53 ngày chỉ treo một lá cờ đỏ sao vàng thôi. Mà bây giờ công ty này công ty lớn mà là một shopping center đào sỏ như vậy mà dám có lá cờ đỏ sao vàng như vậy thì không chấp nhận được. Thì vấn đề đặt ra là chắc chắn có những cuộc đấu tranh, và đấu tranh như thế nào, phản ứng như thế nào
Thì thưa quý vị, có thời gian chúng ta phải nghiên cứu và chúng tôi trả lời chi tiết và nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì chúng ta phải chờ đợi và chúng ta phải tìm hiểu thêm nữa đời này nọ, và qua sự liên hệ của bà nghị viên em Quang thì chúng ta tìm hiểu thêm, và khi mà chúng ta có đầy đủ tất cả dữ kiện chắc chắn thì cái chuyện đấu tranh phản ứng sẽ có đặt ra chứ. Hai bà cao số Emmy, tôi tình cờ đến đây có cơ hội gặp bà. I have a good question to you. Based on the document, you know, from the Bursa Pacific, they got a free one in April 2023. They got a pre-application submit to the city of the Westminster, and the number two is the planning department. Did you ever know about us? Yeah, được chia ra ba giai đoạn. Yeah, vâng. Có thể nói tiếng Việt đi ạ. Hồi nãy á, em câu hỏi của tôi là trong cái giấy tờ mà tôi có trước mắt ở đây, Pay One á, là cái chương trình nó đã diễn ra vào tháng 4 năm 2023 với công ty Bursa Pacific, và có một cái chương trình là họ sẽ xin đề nghị đến thành phố Westminster. Cái thứ hai là ủy ban quy hoạch của thành phố Westminster, với tư cách là bà là một nghị viên, bà có biết điều này xảy ra hay không? Đồng nghị viên Amy Phan West không có biết cái điều đó. Tại cái này á, là hồi nãy em mới nói là cái process, yeah. Government của mình build cái gì, mình develop cái gì, nó take a long time. Cái process nó, em đã nói hồi nãy là mình do cái outreach cho cái người ở gần Westminster và bên Huntington Beach. Mình làm outreach cho... Vậy là đó là bà không biết nhé. Yeah, so okay, không phải Amy learn á, là Amy không có biết cái đó. Bà không biết về thông tin là gì thôi. Yes, thank you. Rồi bây giờ đó, cộng đồng đã báo tin cho Amy về cái cờ đỏ sao vàng. That's why Amy take action right away. Buổi sáng nay, tại họ tối mới nghe. Bây giờ sáng nay Amy take action là viết cái letter cho họ để get more information. Tại vì Amy không có muốn assume cái gì đó. Mình phải get all the facts before Amy make decision. So bây giờ đó là Amy có nhiều I guess work under my belt. So today Amy sẽ nói chuyện với city manager, Amy sẽ nói chuyện với là city attorney, và Amy sẽ also nói chuyện to see what the planning committee khúc mà họ approve cái này, họ có biết cái gì không. So that's my job moving forward. Vâng, anh muốn hỏi cái này, tại vì ở đây đó thì bây giờ cái đối tượng mà mình nhắm đến là ai? Ở trên cái website này thì là Bursa Pacific, có lẽ là cái tên của một cái dự án nằm ở trên cái tức là mình chuyển đổi một cái công năng của cái Westminster Mall. Theo đó thì một cái siêu thị chia với một cái Macy sẽ được coi như thay đổi để mà xây dựng nên cái khu apartment với một cái khu mà nhà ở, ngay cả cái hotel nữa. Thì khi mà chúng tôi lên website thì chúng tôi thấy rằng có một nhà đầu tư mang tên là hình như là Shop Up, đúng không? À, Shop Up Realty Investment. Có phải là họ là duy nhất hay không, hay là họ làm có thêm những cái nhà đầu tư khác nữa? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhà đầu tư này được biết có cái trụ sở ở Avai, như vậy thì có liên quan đến người Việt hay không, hay là các công ty của Việt Nam hay không? Và họ thì ở góc độ của Amy hay là thành phố đã tìm hiểu người ta kỹ chưa? Và khi mà bây giờ mình đặt cái vấn đề này, đặt vấn đề với ai, nhà đầu tư nào chính trong cái khu vực này ạ? So Shop Off là the biggest owner in case of Westminster Mall, okay? But they have the biggest part, the biggest square feet, chỗ trong cái Westminster Mall, okay? Now West cái Shop Off em không có biết cái liên hệ đi with Việt Nam về cộng, okay? Em không có biết về cái đó. Now the thing is that khúc hồi nãy anh Phát Bùi nói đó. Người làm việc từ Việt Nam với Mỹ thì that's normal, cái normal transaction, normal business. Họ always theo cái law của cái của the United States of America. Lúc mà Việt Cộng làm việc với nước Mỹ đây, so Amy rather nước Việt Nam làm việc với nước Mỹ hơn là Trung Cộng China làm việc với nước Mỹ mình, okay? So cái đó là the fact. Amy muốn rather that, okay? Việt Nam rather than China, okay? So cái làm việc á, they always have to theo cái luật của cái nước Mỹ đây. So cái gì mà sai á, if họ biết được mà if you think cái này thôi, okay? If quý vị đã nghe cái này, Amy đã take action on this. If quý vị thấy cái này nó đau mắt quý vị á, thì quý vị phải lên tiếng, okay? So quý vị lên tiếng là nghĩa là lên City Council meeting,
nói với thị trưởng, vice mayor và mấy council kia tại sao tôi muốn biết tại sao cái này có cờ đỏ sao vàng. Quý vị có biết không, thị trưởng có biết không, để cho họ đáp lời với quý vị. Ok, tại vì Amy có bữa nay ở đây, Amy đã đáp lời cho quý vị. So, mấy người thị trưởng và mấy người council kia phải đáp lời với quý vị. Ok, rồi xong á, Amy sẽ do more research. Khúc mà Amy có thêm research là Amy sẽ đem cái fact tới cho quý vị. Rồi xong quý vị sẽ decide for yourself cái gì đúng, cái gì sai. Rồi xong quý vị sẽ take action. Và quý vị, cái tiếng nói của quý vị là thiệt là quan trọng. Quý vị phải lên tiếng nói. Tại vì Amy á, là người sẽ giúp quý vị. Và quý vị phải lên tiếng nói, nên Amy mới giúp quý vị. Ok? Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này và cho tới giờ này thì khai thác như vậy cũng đã đủ. Nó hơn tiếng đồng hồ rồi, tôi nghĩ quý vị có thể trình bày cái vấn đề thứ hai của cái phần họp báo ngày hôm nay ạ. Vâng, thì trước khi qua phần thứ hai thì chúng tôi đã đúc kết lại thì có phần đầu đó, quý vị đã thấy rồi, thì liên hệ đến hồi nãy giờ chúng ta nói quá rõ rồi. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là chúng tôi không đề cập đến việc sai cắt như thế nào tốt xấu đẹp, thì không phải vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi là người đấu tranh và cộng đồng đây là những người tị nạn chống cộng sản, những người chống cờ đỏ sao vàng. Và Nga cả thân phụ của nghị viên Anh là một người tù nhân chính trị Việt Nam, đã từng ở tù với cộng sản Việt Nam, từng là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã căm thù lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng thì thấy lá cờ đỏ sao vàng này là chúng ta không chấp nhận được, chúng ta phải đặt vấn đề. Và đặt vấn đề, chắc chắn đặt vấn đề với công ty Bosa Pacific này. Và quan trọng hơn nữa, đặt vấn đề hội đồng thành phố Wester gồm có thị trưởng, phó trưởng và các nghị viên. Và hôm nay đó và em Hugh Bates nghị viên đã có mặt đây, đã trả lời. Còn chúng ta phải chờ đợi và muốn có tiếng nói, đòi hỏi ông thị trưởng chặt lên ký, bà phó thị trưởng bây giờ là bà Kim Hồ, ông nghị viên Nam Quang Nguyễn và ông nghị viên Chặt Cọc Los Nezo lên tiếng giải thích với đồng bào và phải có những phản ứng và hành động như thế nào đối với công ty ở Bosa Pacific này, mà không thì chắc chắn khi đó cộng đồng sẽ lên tiếng và phản ứng, thưa quý vị. Vâng, thì bây giờ tóm lại thì các anh nghĩ rằng vấn đề đầu là coi như là tương đối là đã chúng ta nói đầu tám nay. Thì bây giờ vấn đề thứ hai thì chắc chắn là tôi không nói nhiều, là vì cái này liên hệ đến bà nghị viên em Phong Quang West, giữa bà và ông thị trưởng Chặt Lì Nguyễn Trí, thì tôi muốn dành cho bà nói nhiều. Và nếu tôi có bổ túc gì thì tôi sẽ xin phép mời bà. So quý vị, it was brought to my attention, khúc mà cái agenda của mình bỏ lên cái City Hall đó, là mình always bỏ thứ sáu on City Hall live để cho quý vị coi cái agenda nào mình nói về cái gì cho the following Wednesday, right? Cho ngày trước khi cái council meeting, okay? So khúc mà Amy thấy cái agenda item 5.1 quá, Amy ngạc nhiên, Amy like frustrated, okay? Tại vì Amy thấy á, Amy hỏi là tại sao cái ông thị trưởng Charlie đã bỏ cái item này lên, okay? Tại vì Amy biết người ta thông báo cho Amy một tuần kia rồi, khúc mà mình làm cái cờ vàng ba sọc đỏ để treo on cái City Hall đó, là họ đã nói với Amy là watch your back, nghĩa là coi cái lưng của Amy, là nghĩa là ông thị trưởng sẽ đánh Amy cho đến the whole time, cho đến khúc mà Amy xong thôi cái làm City Council thôi. So Amy đã be warned by cộng đồng Việt Nam ở đây rồi là đừng có tin tưởng ông Charlie Trí, tại vì ông thị trưởng sẽ đánh Amy. Mỗi lần Amy đem cái agenda gì lên á, là ông sẽ đánh để có cái tiếng nói của ông, để ông lấy lại cho ông. Ok, so quý vị đã thấy cái đó since cái ngày December 13 Amy bỏ lên cái proclamation để chấp nhận, nước Mỹ đã chấp nhận cái cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Việt Nam ở trong 1950. Ông thị trưởng không muốn take action cái đó, ông muốn motion cái đó thì nó chết. Rồi xong cộng đồng Việt Nam của mình la tiếng lên khúc mà Noel. Rồi xong á, Amy đương suy nghĩ khúc mà Noel đương celebrate với gia đình và gia đình của chồng của Amy ở trên Washington. Amy đương suy nghĩ nói là tại sao mình phải giúp cộng đồng của mình và giúp cái city của mình cho cái chaos này cho nó ngừng. Rồi xong á, Amy nói chuyện với city manager Christine.
tại Christine nói chuyện với Amy, what the hell is going on ở trong cộng đồng Việt Nam này? Tại sao, what's going on in Kissimmee của Westminster? So Amy nói là, you know, cái gì mà cái cờ đỏ sau này người Việt Nam sẽ chống mặt, ok, sẽ lên tiếng ạ. So Amy nói với City Manager, nói là how can we make sure mình calm cộng đồng của mình xuống và giúp cái City của Westminster mình. Amy đương suy nghĩ, if mà Amy làm cái resolution, tại vì khúc mà Amy present cái gì trong cái on the dais á, mình không được present nữa, 6 tháng sau mình mới được đem lên lại cái proclamation đó. So Amy nói 6 tháng là lâu quá, người ta sẽ chửi mấy người đó chết luôn, ok? So Amy nói ok, mình sẽ làm cái resolution. Cái resolution nó sẽ mạnh hơn, là nghĩa là cái law của cái city của Westminster, là mình sẽ nói là mình sẽ chấp nhận reaffirm cái resolution của Andy Quốc và Chí Tạ đi chống cái cờ đỏ sao vàng. Rồi mình chấp nhận cái United States Department nói là cái cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Việt Nam ở trong 1950. Và mấy người đó không chấp nhận cái đó, muốn đẩy cái đó ra. So Amy nói ok, I compromise. Like Amy muốn make sure là hai cái resolution kia là mình phải continue to affirm để chống cộng, ok? Và chấp nhận cái cờ vàng ba sọc đỏ trong cái city Westminster của mình. Rồi cái thứ hai, cái resolution đó là Amy request là cái city recognize cái cờ đó và treo cái cờ đó cho 10 ngày cho ngày February 7th, ok? Đó là lúc trước nhất. Ông Charlie Trí Nguyễn, tại vì cộng đồng đã báo tin cho Amy nói là ông sẽ chống cái ngày đó, ông sẽ bỏ ra cái ngày tháng 10, ngày 26 là ông Ngô Đình Diễm. Amy, khúc mà trước khi Amy present cái resolution của Amy, Amy đã nói cái đó on the dais, nói là tôi đã nghe cộng đồng đã báo cho tôi là ông sẽ chống tôi, ông Charlie sẽ chống tôi cái ngày đó và ông sẽ thay đổi cho cái ngày tháng 10, ngày 26. Rồi tôi nói với ông Charlie và nói trên dais là cái ngày đó tôi không có phản đối. Tôi thích ông Ngô Đình Diễm, tôi thích cái ngày đó. Và cái ngày đó là cho cái ngày resolution cho ngày khác. Bữa nay là cái resolution cho cái cờ vàng ba sọc đỏ treo ở trên City Hall, ok? Rồi xong ông nói là tại sao cô nói là tôi làm cái đó, tôi không làm cái đó đâu. Rồi xong ông mình nói bàn ra để dialogue về cái resolution đó. Rồi xong ông lấy cái giấy của ông, ông đọc ra, ông nói là tôi muốn đổi cái ngày 7 cho ngày tháng 10, ngày 26. Rồi ông đọc cái chỗ nào ông muốn thay đổi, ông đọc hết, là nghĩa là ông already plan, ông plan ahead để viết về cái chỗ nào ông muốn đáy ra, ông muốn bỏ cái ngày nào. Rồi xong Amy nhìn ông Amy nói là thấy không, tôi đúng rồi. Rồi xong ông ngừng, ông nói oh no, tôi muốn withdraw my substitute motion. Khúc mà ai mà làm substitute motion là người đó được nói trước, nghĩa là cái resolution của Amy sẽ không được bao giờ nghe hết. So ông làm cái đó, ông nói là ô tôi không có làm nữa. Rồi xong ông nói tôi cho cái bà Vice Mayor Kimberly Hall cho bà make a substitute motion. Ông tưởng là bà sẽ làm giống ông. Bà nói no, tôi chấp nhận cái hai cái resolution của Andy Quốc và Chí Tạ để chống cờ đỏ sao vàng và chấp nhận cờ vàng ba sao đỏ, ok? Rồi bà nói là thôi bây giờ đi lấy cái resolution của nước Mỹ ra đi. Amy nói ok, Amy chấp nhận không có gì hết. Rồi xong bà nói là ok, vậy Amy là author của resolution này, đem lại next council meeting cái ngày nào để mình treo cái cờ vàng ba sao đỏ, ok? Amy nói chấp nhận, Amy sẽ làm cái đó. So cái resolution đó mình pass 5-0, gần nghĩa là ai cũng ok with that. Rồi xong cái thứ last resolution Amy đem lên, Amy đương suy nghĩ ok cái ngày nào mà nó tốt nhất. Amy nghĩ là Tết, right? Lunar New Year Tết, tại vì Việt Cộng đã chiếm khúc vào Tết. Đấy, cái đó là cái ngày là mình buồn quá. Đấy, cái nước Việt Nam của mình bây giờ, Amy thấy lại mình cộng đồng Việt Nam lấy cái ngày Tết lại, mình sẽ celebrate cái cờ vàng ba sọc đỏ trước trên City Hall của mình. Amy hỏi staff mình được treo bao lâu, họ nói legally mình treo được 10 ngày. Amy nói chấp nhận cái đó 10 ngày đấy luôn, ok? So Amy bỏ lên cái resolution này.
Amy đã nghe luôn là ông thị trưởng sẽ chống Amy 10 ngày đó. So, ông nói là ok. Em thấy là hơi buồn là ông lợi dụng người lớn tuổi, mấy cái cô lớn tuổi để đọc ra nói xấu Amy và chửi Amy và nói sai. Amy không có trách mấy cô đó, mấy bác đó, tại vì Amy thương cộng đồng của mình. Cái đó là tại vì Amy thấy là ông thị trưởng và vợ của ông là viết ra cái script để cho họ, mấy cô đó, mấy bác đó đọc. Cái đó là sai, Amy thấy tội nghiệp về cái đó, là họ lợi dụng người cộng đồng Việt Nam của mình, người lớn tuổi. Cái đó là sai, mình không có được làm gì. So khúc mà họ đọc cái đó, rồi xong tới ông nói là ok, so ở bên Việt Nam họ celebrate Tết 3 ngày, so tôi sẽ cho 3 ngày nữa, là total 6 ngày, ngày 7 là lấy cờ số. Amy biết là cái lúc đó Amy không có được phiếu, so Amy phải chấp nhận either mình có cái cờ vàng 3 sổ đỏ treo cho 3 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, đó là không được at all. So Amy nói là chấp nhận, Amy sẽ chấp nhận quý vị council đã suggest cái này thì Amy ok, mình sẽ làm cái đó, tại vì mình cần cái cờ vàng 3 sổ đỏ treo ở trên City Hall, tại vì cái đó là cái history. Không có chữa gan nào, không có city nào bao giờ treo cái cờ vàng 3 sổ đỏ trước Tết để chúc vô trong Tết, ok. So cái đó là lịch sử cho cộng đồng Việt Nam của mình ở đây, chỗ California và ở trong city của Westminster, Lô Sa Đài, Lô Sài Gòn. So, lúc mà Amy present cái đó ra đó, thì Amy đã đấu tranh cho quý vị cộng đồng Việt Nam của mình. Tại Amy đã nói on the dais, cái resolution này không phải là cái resolution của nghị viên Amy Phan West. Cái resolution này là cái resolution của cộng đồng, hết cộng đồng Việt Nam của mình, ok? All of you guys, là tiếng nói của cộng đồng, không phải là một mình Amy làm cái này. So khúc mà Amy nói cái đó, cái resolution đó nó pass rồi. So mỗi năm trước đó, tại vì Lunar New Year là nó sometime nó in tháng 2, sometime tháng 1, ok? So mình phải theo đơn vị này, mình phải theo city, phải theo cái calendar của Việt Nam của mình, Lunar New Year, để treo cái cờ vàng 3 sọc đỏ đó. So khúc của đó là xong rồi, là nghĩa là cái đó là cái law của trong cái city của Westminster của mình, ok, from now on. So xong Amy thấy ở trong cái agenda thứ 6, ông Charlie Chí Nguyễn đã bỏ lên, ông thị trưởng bỏ lên cái resolution 5.1, nói là tôi muốn cái cờ vàng 3 sọc đỏ đó để cho city care đi. Khúc mà City Take Care đó là tên của Amy là hết rồi, bây giờ City Take Over là nghĩa là ông Charlie, ông thị trưởng, ông sẽ lấy nó. Khúc mà Amy lên cái City Council này, in within the last year, Amy đã làm được nhiều đồ cho cộng đồng của mình. Khúc trước Amy làm một năm đó là the first 2 months là Amy do housekeeping. Tiếng Việt là giống như là mình dọn nhà vậy đó, ok, trong City Hall. Tại khúc mà Amy lên City Council á, cái first meeting, the first 2 months á, cái meeting nó dài tới 2 giờ sáng, là từ 7 giờ. Có khi mình meet early special meeting á, là mình phải meet là 5 giờ trưa cho đến 2 giờ sáng tối. Amy, oh my gosh, Amy ngạc nhiên quá. Amy nói cái này là very disrespectful cho cộng đồng của mình, người coi online và người làm việc ở trong city của Westminster. Amy không có chấp nhận được người làm việc ở trong city mà phải thức cho đến 2 giờ. Rồi xong họ ở lại 1 tiếng nữa để check care everything, type up, make a report. Rồi xong họ về là 3 giờ sáng, right? Họ ngủ được mấy tiếng nữa, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 3 tiếng, họ ngủ được 3 tiếng. Thức dậy lên, 6 giờ, đi dẫn con đi học. Rồi xong đi tới đi làm việc ở City Hall. Cái đó là mắc lịch sự cho Amy, thấy cái đó mắc lịch sự, cái đó là không đúng, ok? So Amy đó, thì then therefore, Amy thay đổi cái giờ đó cho mình phải meet 6 giờ, rồi xong 10 giờ tối đó là cái đó là council phải bắt đầu vote on, coi là mình continue hay là mình move on. Bây giờ cái đó, cái meeting của mình không bao giờ tới 2 giờ sáng hết.
tối nhất cái là 9:30 cho đến 10:00. Okay. Cái đó xong, cái đó bây giờ có lẽ là tôi có, chúng tôi không cần cái quá nhiều chi tiết như vậy. Có thể cho biết là cái phần hai của cái phần họp báo này, cái mục tiêu của cô Amy là muốn chuyển tải cái điều gì ạ? Ok, so 5.1 Amy muốn kêu cầu quý vị ra, tại vì cái này á Amy nói rồi, cái resolution này treo cờ đó là cổ cộng đồng, không phải là cổ Charlie Chính Nguyễn, ông Mayor hay là cái city. Cái này ceremony là cổ cộng đồng. Of course city sẽ treo cờ lên, nó kéo cờ lên cho quý vị để quý vị celebrate nó. Và cái này Amy đã Amy first muốn cảm ơn quý vị đã cho Amy fight cho cộng đồng Việt Nam của mình, cho cái cờ vàng bao nhiêu đó để treo ở trên City Hall. Amy biết là mình đã làm cái đó on ngày 2 tháng 7 rồi, có 20 người ra, tại vì cái ngày đó mình không có nhiều giờ để mình mời mấy quý vị và mấy tin tức khác tới 27 tháng 2 để tới. So therefore mình có 20 người thôi. Năm này nó nhỏ, và năm tới Amy đã bàn để cho nó rộng hơn cho cộng đồng Việt Nam của mình. Amy đã give over cho cái board member của cộng đồng Việt Nam để take over cái ceremony này. Tại vì Amy biết cái này là của cộng đồng Việt Nam của mình. Amy sẽ ngồi đó, Amy sẽ make sure Amy đem elected official tới đó next year. Amy sẽ make sure that mình có cà phê và donut cho everyone, and then cộng đồng á, cái board member đó sẽ take care of everything, nghĩa là ai chào cờ, người lính nào nói chuyện, ai salute cái flag của mình, coi gì đó. Thì Amy chỉ behind the scene thôi. Amy đã đem cái board member đã form cái group này rồi, ok? Rồi cái group để Amy đọc, ok? Ở trong cái board member này. So ở trong cái này đó là Westminster Committee of Raising the Flag of the Republic of Vietnam New Year Event. Là mình có anh Văn Đức Võ, JD, anh Khanh Đức Vũ, ESQ, Lawyer, Thúy Võ, Võ, Thanh Long, Diễn, Sơn Nguyễn, Đạt Phạm. And so therefore mấy người đó là board member, but mấy người board member đó họ sẽ elect and select if cần bỏ người mới vô hay là lấy người ra, that is their decision. Amy chỉ là behind the scene thôi. So Amy biết đó, Amy nói chuyện với staff, city manager, Amy hỏi về cái resolution 5.1 này. Amy hỏi là staff, Christine, what is your thought on this? And Christine nói, city manager nói cái này á, is too burdensome. Là nghĩa là staff đã có nhiều việc làm, take care of Tết Parade. Okay, city đã take over cái Tết Parade. Khúc trước á, cái Tết Parade mình đã lỗ cái city 1.500 đồng, okay? 1.500 đồng. 150 ngàn. 150 ngàn, okay? Lỗ last year. Mà những cái tiền của General Fund để trả cho cái đó. So city đã nói mình đã lấy on so many event ngày 30 tháng 4 nữa, and then also the Harvest Festival và Christmas event, Easter event và mấy cái public safety event. Staff Christy nói là mình không có đủ tiền, mình không có đủ người để ra làm việc, mình không có đủ giờ để ra làm việc. So but Christine nói là if mà city council muốn cái đó thì họ phải chấp nhận để làm thôi. But họ nói đó, city manager nói cái này là thiệt là inconvenient cho cái city. Và Amy đã nói với cổ là Amy có form cái committee, bà vui quá, bà nói yes, cho committee đấy đi, you know, để cho nó take cái burden off cái city. Tại vì cái này đó là nó không có tốn tiền cho city và cộng đồng của mình còn mừng nữa, tại nó cái involve, tại cái này là cái ceremony của cộng đồng của mình mà, đâu phải là ông thị trưởng đâu. So therefore that's very important. Cho thầy muốn nghị viên xác minh cho rõ thôi. Nghị viên mới nói đó là năm diễn hành Tết năm vừa rồi lỗ 150 ngàn, tại vì người Việt Nam mình nghe không có rõ, thầy hiểu diễn hành Tết năm vừa rồi có nghĩa là tháng 2 vừa rồi đúng không?
mới đây tức thì mới cách đây có hai tuần trước hay là năm trước, năm trước. Còn năm nay thì sao, năm nay thì sao? They're gonna come back to the council to let us know. Tại vì Amy là ở trên cái ad hoc committee with ông chị Charlie. They always inform on cái gì phải làm đúng làm sai hay là mình phải làm better. Okay. Cho TDP ra có một câu hỏi nha, thì cái ngày mà Vĩnh Kỳ ở tại tòa thị chính là trong cái ngày Tết á, thì TDP ra cũng đã có mặt, cũng đã thông nhận những cái tin tức ngày hôm đó và phỏng vấn những vị có mặt ở đó. Thì có người là người ta nói rằng cái gì điều này, cái sự thành công này là sự thành công chung chứ không một cá nhân nào, ý ám chỉ rằng là không phải chỉ một anh đi mà sẽ làm điều này. Những thành viên khác á, trong cái cao show á, họ đều có CS hết. Tuy nhiên thì ngày đó là họ không có mặt bởi vì những lý do khác mà thôi. Nói tóm lại là đây là việc chung. Và nếu như bây giờ ông thị trưởng còn đưa ra một cái vật là cái nghị quyết 5.1 này là để cho thành phố khách khe, thì điều đó mình thấy là trong cái tinh thần là chung đó thì sẽ được ok. Đó là cái nghĩ của quý nha. Và nếu như không ra một cái vật như vậy đó thì chắc chắn là cũng sẽ biết là thành phố hiện tại bây giờ khó khăn thuận lợi như thế nào. Và ông có nói rằng là sẽ gặp khó khăn giống như là cái cô So, khúc mà Amy đã vô City Council trong một năm rồi, từng 3 tháng rồi, hay một năm 3 tháng rồi, Amy đã thấy how cái ông thị trưởng làm việc ở trong cái city của mình. Khúc mà mình làm cho ngày 30 tháng 4 á, ai làm việc cái đó, ai take over, ông thị trưởng ông bỏ người của ổng vô trong cái đó. Amy ở trên ad hoc committee của Tết Parade với ổng, ổng la mấy cái staff nói là City Vanessa không có biết law to know vet cái MC. That is their job, department head, cái job của mấy người. Of course họ biết vet cái người nào tốt MC hay là không tốt. Ổng nói cái đó ở trong private meeting của ad hoc committee. Rồi ổng also la Amy và la staff luôn. Rồi Amy á không chấp nhận cái đó. Amy nói là ông thị trưởng ơi, đừng có underestimate cái staff của mình, họ là professional, okay? They know what they're doing, they will do a good job, like they did last year on February. So therefore Amy đã thấy cái gì mà cho city á là ổng lấy hết. Tết Parade ổng không cho em nói, ông em on the ad hoc committee, ổng nói là dù không được nói, mi là mayor, mi nói thôi. Rồi okay. Cho tôi có câu hỏi, bây giờ con đặt thẳng về cái vấn đề cái nghị quyết 5.237 và cái nghị quyết 5.1 đó để so sánh để coi như thế nào và yêu cầu đồng bào phải đứng vô làm cái gì. Yeah, so cái resolution mà Amy đưa ra đó là đã cho mình treo cờ rồi, ok? Là cái đó là chấp nhận rồi, nó xong rồi, xong hết rồi cho cộng đồng Việt Nam của mình treo cờ cái đó trước ngày Tết 3 ngày và sau ngày Tết 3 ngày. Rồi cái resolution, cái agenda của ổng 5.1 á là nó nói là lấy cái đó, cờ đó cho cái city, là nghĩa cho ổng lấy để ổng take care of it. Em không chấp nhận cái đó, tại vì cái này là của cộng đồng. Nó sẽ thêm tiền, thêm resource và thêm... Mình không có người, mình không có tiền, mình rần bankruptcy rồi. Mình chưa chắc là mình có cái chấm 5% tax trong cái primary election này. Mình chưa có tiền mà mình làm đủ thứ, mình cho staff làm nó mệt nữa. Rồi city manager đã nói với Amy rồi that everything mà city take care đó là ông thị trưởng, ông always đẩy nó. Okay, that's the truth and that's the fact. Ông always nói là tôi là làm hết cái Tết Parade, tôi làm cái này, tôi làm cái này. Ông không có làm cái đó, city is supposed to take care of it. Không phải là ông. Vậy thì như vậy thì cô muốn là cộng đồng bước vào để lo cái vấn đề đó. Đúng rồi. Để cho người Việt Nam nạn cộng sản ở thành phố Washington. Đúng rồi. Yeah, so Amy đã cho cái committee này của người Việt của mình cộng đồng ở đây để họ làm cái này và sẽ cộng đồng sẽ tới để tham dự và làm cái việc này cho happen. Tại vì cộng đồng Việt Nam của mình biết treo cờ sao, mình biết cần cái gì đó. Người Mỹ CD họ đâu biết, mình ông Charlie ông thấy ấy, là cái đó là quyền lợi của quý vị là không còn ở đó nữa, không sẽ lấy. Vâng, để tóm lại.
đi, tại vì cô Amy của nó theo cái lối Mỹ của trình bày nó, tôi trong cuộc có hiểu hết được, tôi nghĩ tôi hiểu trăm phần trăm, tôi nghĩ người ta hiểu khoảng 50%, ai hiểu nhiều lắm là 60-70%, cái đề cũng tốt, cổ chia sẻ những cái gì xảy ra, chính ra là cổ là người đệ trình ra cái nghị quyết để treo cờ vàng ba sừng đỏ Việt Nam Cộng Hòa vào mỗi năm 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, và nó đã được treo lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 2 năm 2024 vừa qua, tất nhiên là vào trước 3 ngày Tết vừa rồi, sau đó 3 ngày đã hạ xuống. Thì khi đó, tại vì lần đầu tiên thì cô Amy West, tại vì cổ là tác giả nghị quyết đó thì gấp quá, do đó cổ đứng ra cổ tổ chức cái buổi mà kéo cờ vào bao đỏ trong cái ngày đó, ngày 27 tháng 2, ngày trước 3 ngày Tết đó. Thì sau đó cổ cũng không muốn làm tiếp, đứng ra làm tổ chức nữa, cổ mới kêu gọi một số cộng đồng thành viên để đứng ra làm một ủy ban để phụ trách để kêu cờ mỗi năm, và cổ chỉ là cố vấn đứng ngoài thôi chứ cổ không trực tiếp làm nữa. Thì cái chuyện đó rất là tốt, tại vì cổ nghĩ cái chuyện kêu cờ đó là của cộng đồng, thì để các thành viên trong cộng đồng này nọ họ đứng ra họ lập ủy ban, họ lo mỗi lần Tết chỉ một năm có lần thôi, thì mọi chuyện suôn sẻ. Thì tá ra thì ông chọc lên một tí, ông vẫn không thích cái chuyện đó. Bằng chứng là bữa mà treo cờ ngày 27 tháng 2, Cốc Minh cô Amy West là nghị viên ra, trong khi hội đồng thành phố 5 người thì 4 người kia không có mặt. Mà cái ngày quan trọng nhất là ngày treo cờ vàng, đã thành phố lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ chưa có thành phố nào treo cờ trong ngày Tết hết, mà 4 người kia không ra hết, dù là họ nói lý do nào tôi không biết. Tuy nhiên họ đã tẩy chay, họ đã không thành. Đó là cái điều rất là đáng buồn. Rồi ông chọc lên một tí là bây giờ đưa ra một cái đề mục trong nghị trình 5.1 vào thứ tư này tới này nè, còn 2-3 ngày nữa, để mà bỏ phiếu coi giống như là tước quyền của cô Amy, không có cho cổ tổ chức cái treo cờ mỗi năm nữa là tòa thành trắng, mà để cho thành phố, mà ai cũng biết khi mà muốn để cho thành phố phụ trách, ổng là thị trưởng đất chia, ổng là có quyền trên hết, nghĩa là ổng cái gì là cũng đứng tay nhận, là ổng trưởng ban tổ chức để ổng có tay tuổi vậy thôi. Và cô Amy West thấy điều đó là không có đúng, tại vì cái chuyện này cộng đồng, mà cổ đã có một cái ủy ban của cộng đồng đứng ra để mà đại diện để lo cái đó rồi, thì tại sao ông chí phải rước vô cho City làm gì? Đang thấy cô manager tổng quản trị đã nói City đã cực quá rồi, làm nhiều chuyện quá rồi, bây giờ để cộng đồng làm, thì tại sao mà ông chí phải muốn lấy? Thì đó là cái buổi họp này cổ muốn thông báo cho đồng biết cái tình trạng như vậy. Đó là vấn đề, thưa anh quý vị có hiểu và có ý kiến gì không ạ? Vâng, tôi nghĩ như vậy là quá đủ, rất quá hiểu rồi. So Amy muốn mời quý vị ra thứ tư này at City Hall, là chỗ Council Chamber đó, chỗ mình meeting đó, 6 giờ để quý vị lên tiếng nói, tại vì ông thị trưởng phải nghe tiếng nói của cộng đồng của mình. Cô Kimberly Hồ và ông Đăng Quang và ông Menzel để nghe quý vị nói tại sao quý vị muốn cái cờ này cho quý vị cộng đồng của mình take care of nó. Vâng, cũng có cái vấn đề liên quan đó, thì tôi cũng muốn hỏi cô Amy thế này. Bởi vì cái việc mà treo cờ thì bây giờ mình giao cho một cái cộng đồng khác, người ta take care thì mình đỡ tốn tiền của thành phố, và thành phố khỏi phải quan tâm. Thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Tuy nhiên nó liên quan đến cái việc mà chi tiền của thành phố đó, thì chúng tôi muốn nói đến cái việc mà tổ chức những hành Tết. Thì hàng năm mà lỗ tới 150.000 đó là tiền của thành phố. Thì bây giờ Amy có một cái đề xuất để mà đưa ra một cái nghị quyết, thí dụ như là giao cái diễu hành Tết cho tư nhân như thế hay không? You know, cái đó đó em biết là cái city á, lúc mà city làm cái này á, is professional thì đúng, right? But em biết in the past mình đã have different friction ở trong cộng đồng của mình. Cái Tết Parade là cái big event. Em biết á, em đã nghe with mấy người cộng đồng khác đã làm Tết á, họ không có lỗ mà họ còn dư tiền, ok? Thì cái đó là Amy always happy. So Amy ở trên ad hoc committee, Amy sẽ hỏi tại sao mình không có budget, mình không có lỗ tiền, mà tại sao cái private sector khúc mà họ làm mà họ còn thêm tiền, còn nhiều tiền dư. So Amy sẽ nói bàn với họ with the finance director.
trước khi Amy make any decision. Ok, tại cái decision đó mình phải bỏ lên cái CD để mình bỏ phiếu as well. So trước khi Amy đó, Amy phải nhìn tới cái finance của mình, mà tại sao mình làm cái gì để cho mình không có bỏ CD. Ok, thì Amy làm cái process đó. Ôi, câu hỏi cuối cho cả ông Lô Kỷ Phận lẫn cô Amy đó là cái việc mà ông thị trưởng muốn đưa cái việc treo cờ ngày 30 tháng 4 về cho thành phố lại để mình chịu trách nhiệm đó. Tết cho 30 tháng 4. Trước 3 ngày sau 3 ngày. Thì trước 3 ngày sau 3 ngày đó. Thì theo quý vị, cái động cơ đó của ông thị trưởng là gì? Tất nhiên câu này lẽ ra là phải đặt ra với ông thị trưởng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cơ hội mà có cái chuyện đó là yeah, không xảy ra. Amy sẽ hỏi, I'm the dais, you know, as well, and he should come thị trưởng đối xử với cộng đồng. Tại sao ông bỏ cái này lên, you know? Right after mình treo cờ, bây giờ ông bỏ lên. Theo cô là cái động cơ của ông là gì? What is the motivation? I think his motivation, em đang nghĩ thôi nha. Cái này là em đang nghĩ. Là... Tôi xin phép chúc anh, nếu mà Linh hỏi tôi xin là người ngoài khán giả để tôi xin trả lời câu đó và suy nghĩ của tôi. Không, để cô trả lời. Dạ, dạ. Tôi quay trả lời trước xong ông Quân Kỷ rồi, xong tới anh ạ. Ok, so AB suy nghĩ đó là chắc là ông muốn lấy cái quyền lợi cho ông về mua cái tên của Amy, tại vì ông em nghĩ đó, ông là hơi khen thưởng chút em. Tại vì cái ngày thứ nhất em lên council đó, ổng đã ngồi với em và ổng đã nói là tôi đã nghe ai nói với tôi là cô muốn làm thị trưởng của tôi và muốn lấy quyền lợi của tôi. Amy Sanwest nhìn cái mắt của ổng thị trưởng, Amy đã nói là tôi không muốn làm thị trưởng của ông, tôi không muốn lấy quyền lợi của ông, cái này là của ông, ông là thị trưởng của cái city của Westminster. So khúc ông nói vậy cho Amy hai lần á, là nghĩa là khúc mà Amy perceive á, là cái đó là nghĩa là he's insecure. Amy chưa bao giờ thấy ông thị trưởng nào mà sợ hãi vậy, đó là insecure vậy. Cái thị trưởng là cái của ông, ông làm đi. Mà làm á thì đừng có động tay. Ông đã bọc miệng Amy 4 lần rồi ở trong city on the dais. Khúc mà Amy nói gì á, ông không thích, ông bấm cái nút, ông ngần Amy nói mà không có nghe, ai nghe được hết á. Ông làm gì cũng đập bàn, ông đưa tay Amy, ông la Amy hai lần. Lần thứ ba, lần thứ hai á, Amy nói ok, không được, không, Amy yield back, không nói lại. Lần thứ ba, ông la Amy á, Amy nói ông on the dais, Amy nói là ông thị trưởng đừng có la nghị viên Amy Van West, cái đó là sai, ông có một phiếu, tôi có một phiếu. Tôi sẽ nói cho cộng đồng Việt Nam và Mỹ ở đây in District 1 của tôi. Cái đó là quyền lợi của tôi. Cảm ơn cô Amy. Còn ông Ngô Kỷ có suy nghĩ nào? Tôi nghĩ rằng vấn đề canh tị thôi. Ông ta rất là hám danh, tôi nói rất là pha. Cũng biết không rồi, ông có gì, ông có hám danh, ông cũng dành cho ông ấy. Ông không làm mà cuối cùng ông dành. Đang chứng thực tế tôi là người tranh đấu cho cờ vàng, cộng đồng cờ vàng để treo cờ ở thương xá Anh Phúc Lộc Thọ, đang tranh đấu này nọ, cậu nhảy ra cậu cũng nhận công nữa. Thì bà Evan West cũng vậy, tranh đấu cho được treo cờ tới trước 3 ngày, sau ngày 3 ngày mới dùng được hai lần đó, bây giờ ông nhảy ra ông chiếm lấy để ra ông chứng tiếp tỏ là ông là người làm, ông muốn dân, ông đã tháo dân này thôi. Do đó vì quyền lợi cá nhân, cậu vì cái hôm lợi cá nhân, do đó tôi rất là bực mình. Trong khi có các committee cộng đồng để hội làm, mắc mới thì CC nhảy ra làm để làm cái gì? Đó là cá nhân, quyền lợi cá nhân của ông. Như là một cái example Amy muốn nói nữa, khúc mà Amy create cái Westminster Community Foundation đó là cho fundraising cho cộng đồng Việt Nam của mình. Tại vì khúc mà Amy lên council đó, staff đã nói là mình đương gần bankruptcy rồi ở trong cái CD đây. So Amy create cái foundation đó, ông lấy cái foundation, ông bỏ em vợ của ổng vô trong làm chair và làm president. So lấy hết rồi, khúc mà cái fundraising á, ổng nói với staff luôn, if Amy hả là người với ai lên á thì bấm cái nút không cho mà nói. Cảm ơn cô Amy, okay. Những cái vấn đề đó cũng rất đáng quan tâm mà chúng tôi sẽ xin phép có một cái dịp khác để mà hỏi rất kỹ về vấn đề đó. Còn một vị này có muốn trả lời về cái điều đó ạ? Dạ, tôi thì có cái suy nghĩ của tôi, như anh hỏi là như vậy thì nghĩ ông thị trưởng như thế nào. Thì thứ nhất là tôi có hai điều. Thứ nhất là ông chiếm đoạt ông một người thị trưởng mà cướp những cái công của nghị viên
ở thành phố Washington, đó là rất là đê hèn và hèn nhát. Thứ hai là ông muốn giành lại cái đó để ông xóa mạ những cái truyền thống của người Việt Nam tị nạn cộng sản trong lúc treo cờ. Bởi vì tới khi ông không có ta hát, ông muốn treo, ông muốn kéo cờ. Nếu mà truyền thống của người Việt Nam mình tị nạn cộng sản thì họ rất là chỉnh chàng và họ rất là kỹ càng. Những bài ca, những bài hát, những người đứng chào, họ treo chắc tính kiệm. Cho nên đó là một cái mà ông cũng làm cho cái cộng đồng rất là bối rối và ông phá đi cái truyền thống của người Việt Nam. Dạ vâng, tôi có một câu hỏi cuối cùng mà thật sự cũng là cái cơ hội để cho nghị viên Elephant Watch tiếp tục cái lời trình bày của bà. Thì hồi nãy tại cái nghị viên Elephant Watch nói là cái lý do bà nghĩ mà ông thị trưởng Charlie Nguyễn Quốc Chí mà cứ liên tục dành làm những cái chuyện mà thật ra là chuyện của cộng đồng, phải có những cái tổ hội đoàn tư nhân làm mà ông cứ dành cho thành phố làm, và bà nói là vì quyền lợi. Thì phải muốn hỏi đây có phải là về quyền lợi tài chính hay không? Và như vậy những cái hợp đồng mà khi nói năm ngoái lỗ 150.000 là phải có vấn đề tài chính, hợp đồng, chi tiêu. Và như vậy thì bà có thể tìm hiểu để mà nói nhân viên tài chính, nhân viên thành phố, cái ủy ban tài chính cung cấp hồ sơ cho bà biết là chi tiêu cho những cái chuyện như vậy nó đi về đâu và tại sao lỗ bao nhiêu tiền. Và như bà nói, có phải về hợp đồng về tay những người thân của ông Charlie hoặc là bạn bè của ông ta, những cái hợp đồng hóa đơn là có phải là những cái người thủ lợi, là những cái băng đảng phe nhóm người thân người nhà của ông Charlie hay không thưa bà? Yes, khúc mà Duy Tỷ cái foundation thôi, ông đã bỏ con, I mean em vợ chồng của em vợ rồi. Ok, that's already the cái example là ông đã có cái ý nghĩa rồi. Ok, cái Tết parade á, ông đã last year đó cho hire cái người mà làm cái float á, cái bed là cái mình thôn á, cái xe thôi, xe hoa và cái xe hoa mà cái thôn thôi nha. Amy dịch cái đó, Amy cho ông làm, tại vì Amy nói ok go ahead you take care of it. Rồi ổng hire cái người đó trả tiền giống như this year, cái tiền mà ổng trả á. Đó là thành phố phải trả tiền đó. Thành phố phải trả tiền. Mà không mắc ấy nữa, mắc. Ok, mắc tiền. Rồi xong cái bên đó, cái flow đó là cái flow giống như mình kéo thôi à. This year Amy đã nói và bàn với staff, nói là mình không có bao giờ làm điều đó again. Cái CD này là professional. Mình muốn respect from the public, mình phải be professional. So Amy nói với staff là mình phải take a bid. So Christine took a bid cho mấy chỗ khác. Công khai đấu thầu. And they got the bid của cái người làm cái float của cái Rose Parade cho mỗi năm in January cho New Year đó, ở trong Pasadena đó. Quý vị đã thấy ở trên cái đó, cái người đó làm cho họ sẽ đã làm cho chúng tôi ở trong cái City Westminster do ngày Tết tháng 2 mới đây nè. Cái float nó thiệt là đẹp, quý vị đã thấy phải không? Cái dragon đẹp thiệt là đẹp, có cầu vàng ba sọc đỏ và cầu Mỹ. Mà ra nữa. Gần ghé nữa là cái tiền giống luôn. Giống như cái tiền last year mình đã trả cái người của ông Charlie chính. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn kỳ viên rất nhiều. Không biết anh Ngô thì đang còn ngồi thôi. Đại khái tóm lại thì cô này cũng muốn rất là khó chịu khi ông Chí ông cứ đi kìa ăn rồi muốn nhảy phá đám cô này, rồi muốn chiếm cầm của cô này, rồi muốn khoan động để mà vậy thôi. Thì tôi nói nhiều cũng chán quá rồi. Có đều chính tôi bữa nay thân tôi là tôi tranh đấu về cái lá cờ đảo của bà này, và chúng tôi đã tiếp tiếp tục để mà trình bày những diễn tiến như thế nào và chờ đợi kết quả như thế nào.